7 nhóm thực phẩm mà ăn vào, cơ thể sẽ rất biết ơn bạn. Dịch bệnh vẫn đang hoành hành và có xu hướng ngày một gia tăng. Cách tốt nhất để bảo vệ mình và người thân bây giờ là chúng ta hãy giúp cơ thể tự nâng cao hệ miễn dịch của chính mình. Mách các bạn 7 nhóm thực phẩm mà ăn vào, cơ thể sẽ rất biết ơn bạn như sau. Thứ nhất, đó là vitamin C. Nó rất quan trọng đối với cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại sự viêm nhiễm, là một chất chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do, giúp bảo vệ cơ thể và làm chậm quá trình lão hóa. Cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất được vitamin C, cho nên cần được bổ sung hàng ngày. Những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C là các trái cây mọng nước có múi như là cam, quýt, bưởi, rồi đu đủ, xoài, dâu tây, và các loại rau lá xanh như là cải thìa, bông cải xanh, bắp cải, ớt chuông, vân vân. Vitamin C rất dễ bị hao hụt trong quá trình nấu nướng, nên ăn sống và hạn chế nấu kỹ ở nhiệt độ cao. Thứ hai là vitamin E, một chất chống oxy hóa, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, hệ thần kinh và hệ tim mạch. Vitamin E có nhiều trong các loại hạt như là hạt hạnh nhân, hạt đậu phộng, hạt hướng dương, các loại bơ, bí đỏ, bông cải xanh và măng tây. Thứ ba là vitamin D, giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các bệnh viêm nhiễm. Vitamin D giúp hấp thụ canxi để phát triển hệ cơ xương và tốt cho hệ thần kinh. Nếu thiếu vitamin D thì cơ thể sẽ bị suy giảm hệ miễn dịch và còi xương, loãng xương. Vitamin D có rất nhiều trong các loại thực phẩm như là trứng, nấm, sò và các loại cá béo như cá trích, cá mòi, cá hồi, cá ngừ, tôm và hàu. Thứ tư là vitamin A, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bao gồm các loại củ có màu vàng, cam, đỏ như là gấc, ớt chuông, cà chua, cà rốt, bí đỏ, khoai lang, và các loại rau lá xanh như là rau chân vịt, cần tây, măng tây, bông cải xanh. Thứ năm là chất kẽm. Hệ miễn dịch của cơ thể sẽ bị suy giảm nếu thiếu kẽm và thường xuyên mắc các bệnh nhiễm trùng. Các loại động vật có vỏ như là sò, hàu, cua, ốc, hến, và các loại hạt như là hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt đậu xanh, trứng và ngũ cốc nguyên hạt là những loại thực phẩm rất giàu kẽm. Thứ sáu là chất béo omega 3. Đây là một chất có tác dụng ngăn ngừa viêm nhiễm và giữ cho hệ miễn dịch luôn được khỏe mạnh. Chất béo omega 3 cơ thể không thể tự sản xuất được, cho nên phải nạp bổ sung hàng ngày. Omega 3 có nhiều trong các loại hạt, trái bơ, rau lá xanh đậm, tảo xoắn, và đặc biệt là omega 3 có rất nhiều trong cá. Thứ 7 là men vi sinh đường ruột. 70% hệ thống miễn dịch của cơ thể nằm ở đường ruột. Nếu giữ được cho đường ruột luôn khỏe mạnh thì hệ miễn dịch của cơ thể tự nhiên được nâng cao. Bạn sẽ phòng tránh được các bệnh lý nguy hiểm. Bạn có thể dùng lô hội, sữa chua, probiotic và kết hợp với thải độc thường xuyên để bảo vệ sức khỏe cho đường ruột. Đây là những nhóm chất thiết yếu mà cơ thể của chúng ta vô cùng cần để duy trì sức khỏe của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, bạn không nên chỉ ăn một hoặc vài loại quen thuộc để tránh bị dư thừa chất này nhưng mà lại thiếu chất kia, cơ thể sẽ sinh bệnh. Một chế độ ăn lành mạnh và cân bằng giữa các nhóm chất sẽ khiến bạn đẩy lùi được bệnh tật và ngăn ngừa được lão hóa. Nếu thấy video này hữu ích, bạn hãy lưu lại để áp dụng và đừng quên giúp Thuận chia sẻ cho bạn bè, người thân để ai ai cũng được khỏe mạnh bạn nhé. Bích Thuận cùng gia đình bạn khỏe đẹp mỗi ngày.